Chào bạn nha. Hôm nay chủ nhật tháng 7 các bạn. Đấy, thời tiết ngoài Hà Nội cũng hơi nóng. Hôm nay thì mình cũng quay một cái video để giới thiệu đến các bạn một cái mạch sạc pin. Cái mạch này là mình đang chế các bạn. Đây nhà mình chế thì mình quay bỏ ra mình quay cho các bạn, còn để mà làm một cái video mới thì ý tưởng thì nhiều khi chuẩn bị nó lâu lắm. Thì tiện mình bỏ ra thì mình khui ra mình làm luôn. Thì đây như các bạn đang nhìn đây là một cái giá đỡ mỏ hàn thiếc các bạn. Bạn nào làm rồi các bạn biết. Thì đây nó có cái kính túp thì các bạn nhìn nó có thể là to hơn. Thì nó sẽ có một cái đèn bật như này này các bạn này để tăng cái độ sáng. Ví dụ các bạn hàn các cái mạch điện tử, các bạn trích các cái đường dây hay là các cái mối hàn ấy, thì các bạn cần nhìn qua cái này thì nó sẽ rõ hơn. Thì các bạn biết là dùng đèn này thì các bạn sẽ phải có nguồn rồi. Nguồn thì đây là chính là cái chân đèn này, người ta sẽ có cái vị trí để lắp hai hoặc ba viên pin này các bạn này. Nhưng mà mình không dùng pin. Mình khoét một cái lỗ ra để mình đi dây ra. Mình không dùng pin và mình không dùng pin tiểu nha các bạn nha, quên mất. Còn mình dùng cái loại pin sạc này này, pin 1850. Đấy, còn cái pin này ở đâu thì bây giờ các bạn để mà dễ mua nhất ấy, thì hầu như ở địa bàn các bạn nào, hầu như ở xã nào hay huyện nào cũng có các cửa hàng bán các cái xe đạp điện hay sửa chữa các cái xe đạp điện đi các bạn. Các bạn cứ ra đấy hỏi người ta các cái cục nguồn của nó ấy, thì trong một cái xe đạp điện có khoảng 50 cái viên pin này này. Chắc chắn là trong đấy nó không hỏng hết đâu các bạn. Nó chỉ một là hỏng mạch, hai là một số viên pin nó hỏng. Nhưng mà dùng đâu người ta cũng thay ra để cho đảm bảo cái điện áp ấy. Thì các bạn có thể là mua các cái viên pin lẻ ở đấy, người ta bán rất là rẻ nhé. Pin cũ này này. Các bạn để mà bật mấy cái đèn này còn lâu nó mới hết. Các bạn không nhất thiết phải mua cái loại pin mới đâu. Pin mới mà loại mấy chục nghìn ấy, dòng xả cao thì để cho các bạn chạy là xe mô hình này. Hoặc là các bạn dùng các cái loại đấy, ví dụ như là dùng chế các cái nguồn mà nguồn công suất lớn ấy. Nguồn đèn này mà các bạn thích chế nó hoành tráng luôn mới dùng. Còn nếu mà các bạn muốn mua mà chỉ về bật mấy cái bóng đèn led 1 2W, 3W này thì bạn dùng cái loại pin này. Đấy, còn pin kia thì người ta còn dùng cho cả các cái thiết bị như ví dụ như máy khoan pin cầm tay đấy, đóng các cái cell pin riêng, hoặc là nhiều người ta còn dùng để làm kích cá. Kích cá bây giờ người ta không dùng ắc quy đâu, chơi hẳn pin luôn. Tại vì pin nó là công nghệ của tương lai rồi các bạn. Cái loại pin lithium này này, nó là công nghệ của tương lai này. Mà trong các cái loại xe xe các bạn xem là các cái diễn đàn về ô tô điện xu hướng của thế giới đấy thì đều có dùng các cái cell này này. Tất nhiên là cell pin của cái xe ô tô thì loại rất là đắt tiền, loại xịn, nhưng mà nó là pin lithium đấy. Thì bây giờ đây như nhà mình đang chế đấy các bạn, thay mà các bạn dùng các loại pin tiểu các bạn mở ấy, thì nó sẽ nhanh hết. Thì các bạn dùng nhiều khi là cứ phải hay thay pin, mà dùng nhanh hết thì mình lại hạn chế, lại không dám mở nhiều đâu. Tại vì mua pin tiểu được 2.000 viên thì ở trong này có 3 viên, các bạn mở thì nó sẽ rất là nhanh hết. Còn các bạn chế cái này thì pin có thể sạc được mà, thì nó sẽ không tốn kém nhiều. Ví dụ các bạn mua một cái đế này, này dùng một cái mạch này nó cũng không đáng bao nhiêu. Xong rồi các bạn có các viên pin này thì các bạn sau này còn chế được nhiều cái nữa. Thì đấy là cái tác dụng, tức là nó có thể sử dụng trong rất là nhiều mục đích. Đấy thì hôm nay đây là mình quay cái thực tế là nhà mình đang ứng dụng để mình sửa chữa thôi. Mình hàn các cái mạch hay làm các cái ứng dụng để quay cho các bạn xem á, là mình đang dùng các cái này. Còn đây mình bọc cái ni lông vì sao, đây mình chế cả vào một cái hộp như này này. Cái hộp này là hộp hạt điều á, ăn hết rồi bây giờ bỏ ra để chế nó vào, để cho vào trong này cho nó gọn thôi. Đấy các bạn, đó thì mình bọc cái túi ni lông vì mình còn để một số cái ở trong này nữa, sợ là nó dính các cái đầu dây điện nó quệt vào nó chập ấy. Thế là mình bọc thêm cái túi như là sò sò nó vào như này này thì nó không chập thôi. Đấy, còn về cái mạch nhé, bây giờ bắt đầu mình nói cái mạch. Cái diễn viên chính của ngày hôm nay đây là một cái mạch sạc pin 1S, tức là các bạn sạc sạc cho một cell ấy, là một một viên này này, hay người ta gọi là một cell hay là 1S thì nó là một viên nhá. Đấy, nhiều bạn thì các bạn mua cái mạch này nhà mình xong các bạn nhắn tin, các bạn hỏi, thứ nhất là các bạn bảo là chưa sạc mạch nó đã nóng, chẳng có cái nào chưa sạc mạch đã nóng cả. Đấy, tại vì các bạn không biết làm. Cái tiếp theo là mua về các bạn mới hỏi là sạc cho pin nào. Thì pin nó là một pin 1S 1850, tức là các bạn dùng cái gì các bạn phải tìm hiểu qua một cái, không mua về lúc mà không biết cách dùng. Cái này chỉ cần cắm ngược thôi là đã cháy rồi. Nhiều bạn thì thấy cháy là cứ bù lu bù loa đi thôi, do shop bán hàng lỗi hàng hỏng, nhưng thật ra là chưa tìm hiểu là bị sai, cắm chỉ cần đạch nguồn hay nhầm nguồn một cái nó cháy mất rồi. Chứ giá trị một cái mạch này có khoảng chục ngàn, ai người ta bán mấy cái mạch hỏng cho các bạn làm gì. Mà nhất là cái mạch này nhà mình trước khi bán mình đã xỏ qua cái cục sạc này này, mình đã test nó rồi,
Đây các bạn nhìn đây này, nó rỉ hết cả rồi. Cái này mình đang dùng cả một năm trước ấy. Còn ném ra ngoài trời quăng quật nó không hỏng được đâu. Nó lỗi thì nó lỗi ngay từ đầu, còn nó đã dùng được còn lâu nó mới hỏng các bạn. Cái này các bạn được dùng nhấc nhấc lên nó bắt đầu đợi cho nó khô các bạn dùng tiếp cũng được. Đây là một cái mạch nó như thế này. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ký hiệu các chân nhá. Cái này nó hơi cồng kềnh rồi. À đây thì mình rút này ra. Đây là một cái cáp đu bông này, mình rút ra. Đấy, những gì mình quay cho các bạn xem này thì nhà mình đều bán, mình sẽ để cái đường link ở dưới, bạn nào cần thì các bạn có thể mua. Đây ví dụ như thế này nhé các bạn nhé. À đây là thực tế nó như này nhé các bạn nhé. Các bạn đây là cái cổng mà sạc cho điện thoại Android ấy. Đấy, Oppo hay Opel ấy. Thì các bạn xem thì đây chính là cái cổng micro USB này. Đấy, để sạc. Bạn nào không có cổng này các bạn cần chế các cái nguồn khác để cắm cho nó dễ các bạn đây, hàn trực tiếp vào hai cái chân bên này. Đấy, chân cộng và chân trừ, nó giống như cái cổng này thôi. Nhưng mà các bạn cần thì các bạn có thể hàn ra bên ngoài không dùng cổng này nữa. Đó. Còn đây là cách đầu nối này, các bạn nhìn thực tế luôn. Cái này các bạn lưu ý là khi các bạn nạp cho pin thì các bạn cần phải nắp pin ở đúng chiều nhé, đừng nắp ngược cháy luôn. Đây thì các bạn sẽ thấy cái dây nó có màu đỏ màu đen sẵn rồi. Ở trong đây là một cái đế pin lò xo này các bạn, có cái loại pin chân hàn nhưng đây là mình lắp cái đế lò xo. Cái đế này mình cắt ra rồi, chứ nó cao tít lên đây này, cắt ra để mình tháo pin cho nó dễ. Cho bạn nào mà dùng lắp hay lắp ngược như này thì các bạn để nguyên không cắt nữa thì nó sẽ ôm cái pin này chặt hơn. Đó, thì đây nó sẽ có một đầu dương là cái đầu dây màu đỏ và một đầu âm. Thì các bạn cứ lắp đúng cái chiều đây này. Cái khớp này này chính là cái đầu dương đấy. Còn đây về trong cái mạch này các bạn nhìn này. Đây có B cộng B trừ, B cộng chính là cái đầu nguồn dương các bạn nối đối cái cực dương của pin vào đấy và đây là một nguồn âm. Đó. Còn đây là cái P trừ à, một cái chân ao và một cái chân ao cộng ao trừ nha các bạn nhé. OUT này này, chân bên ngoài. Thì sẽ là một cái chân nó để gia tải ấy, tức là vào cái bóng đèn như lúc nãy mình đang kết nối dây này này, chính là cái chân gia tải nhé, để vào bóng đèn hay là vào motor động cơ gì đấy. Thì đây các bạn, chính đây là một cái chân dương các bạn nối vào cực dương và đây là cực âm. Đó, bây giờ mình sẽ cắm sạc cho các bạn thấy nhé, lại kết nối lại cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đây nó không có gì nha các bạn nhé, cứ nhìn vào đúng như này các bạn đầu nối nó chuẩn xác đúng như này thôi. Để các bạn nhìn thấy hai chân cực như này rồi thì các bạn nối pin đúng như thế. Chuồn cái mạch này các bạn không được lắp pin ngược nhé. Nếu bạn nào chưa quen thì các bạn đánh dấu cái bút này này. Ví dụ các bạn có cái bút lông như này nhé. Đây mình chỉ cho cách làm luôn cho các bạn nào chưa biết, các bạn đã biết rồi khỏi cần xem video, sẽ mất thời gian rồi. Đây các bạn ví dụ đánh dấu mũi tên như này. Bên này các bạn dùng cái gì để các bạn đánh dấu, tức là khi hai cái mũi tên này nó đúng hướng với nhau ấy thì là các bạn nối nó đúng, thì các bạn nhớ lắp như thế. Còn sau các bạn làm quen rồi thì nó sẽ không hỏng đâu, nhưng ban đầu làm nhiều khi vỡ ngỡ ấy. Thì mình cứ đánh dấu nó vào cho cẩn thận thì nó sẽ không hỏng đâu, các bạn cứ dùng. Đấy, nhớ là đừng để ngược pin, ngược pin là cháy luôn đấy. Cháy này gọi alo số bơi, pin bị cháy rồi, mạch bị cháy. Dù đang đêm nhiều bạn xem bóng đá nằm ngủ 2 giờ sáng, mình gọi điện cứ tưởng là trúng cái gì. Thế là các bạn nhắn tin, các bạn hỏi. Hỏi nhưng mà giải thích khi các bạn chưa tìm hiểu được á, giải thích rất là khó, các bạn không hiểu được, giải thích nó lâu lắm. Và một cái mạch này có chục ngàn đồng, nói như bảo là tiền thì kể 1-2 nghìn cũng rất là đáng quý, nhưng mà đêm hôm các bạn xong rồi cũng còn nhiều việc nữa, kể cả quay cái video này, để quay một cái video này cho các bạn mình còn phải quay mấy lần đấy, nhiều lần khi nói nó không được ổn lại phải nói lại, còn quay quay trực tiếp rồi không có chỉnh sửa không cắt video nên là nó cũng mất thời gian, và nhiều khi cũng phải suy nghĩ nội dung, quay một đoạn thấy nó nói không ổn lại phải nói lại. Đấy, ví dụ không được, đang ngược này, cấp nguồn đang ngược, đang ngược thì lại cấp ngược lại thôi. Đấy, cái này thì bạn nào chưa quen thì các bạn cứ làm và đầu đối đúng như mình vừa làm. Còn nguồn này không nhất thiết là các bạn cấp cho cái đèn led này không, ví dụ nhà các bạn cần các cái khác để cấp đèn ấy, các bạn cũng dùng chính cái mạch này, nguồn pin này, cái đầu ra này các bạn nối cho cái đèn. Đầu ra của nó rơi vào khoảng tầm 4V gì đấy, các bạn dùng cho cái bóng đèn led là thích hợp rồi, hoặc các cái động cơ mà cỡ nhỏ, nhất là bạn nào mà dùng chế cháo hay là nghiên cứu, những bạn học sinh dùng cái này thì rất là thích hợp. Còn cái cổng sạc này thì hầu như nhà ai cũng có, bây giờ dùng điện thoại thông minh quá là nhiều rồi, smartphone thì nhiều rồi đó. Còn các bạn cần các cái cổng khác thì nhà mình có rất là nhiều cổng, nhiều cái đầu jack, jack đực jack cái để bán có 2-3 nghìn một cái, bạn cần cứ tìm trong shop mình.
Đấy, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm sạc nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ còn nguyên, đang cắm mọi thứ nhé. Cắm sạc này, các bạn cắm, các bạn để ý cái màu đèn. Chân này thì các bạn nhìn xỏ đúng chân là được. Đây các bạn, khi mà pin nó hết ấy, thì nó sẽ bị màu đỏ này. Còn khi sạc đầy ấy, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh nhé. Đây, bây giờ mình sẽ rút pin ra, các bạn biết ngay. Cái đèn này không mở nhé, đèn không mở thì chỉ cần rút ra cái nó màu xanh ngay. Đây mình để này, không biết các bạn nhìn thì ánh sáng không? Tí nữa cứ mở ở đây nhé. Đây rút pin này. Đấy các bạn thấy không? Rút pin tức là không cái đầu ra này của nó không có, nó không bị, theo mình đoán là nó không bị hạ cái điện áp xuống ấy. Thì cái nguồn vào nó bao nhiêu ra nó làm cái phép so sánh đấy. Thì nó sẽ ra màu xanh thì nó báo đây. Đấy là mình hiểu thôi chứ mình không chuyên sâu cái này đâu. Quay thực tế cho các bạn. Đây bây giờ bắt đầu, khi các bạn cắm này các bạn không trùng pin thì nó sẽ lấy nguồn trực tiếp cái đầu ra này luôn nhá. Các bạn vẫn mở đèn được. Đó, màu đèn thì nó lại sang màu đỏ rồi các bạn thấy không? Đó, thì nó là giống như kiểu một phép so sánh nên mình suy nghĩ nó là như thế thôi. Còn cái này phải bạn nào là chuyên cái dân điện điện tử, các bạn được học thì các bạn có thể là mới biết được. Rồi các bạn nhìn các cái con IC này này, đấy, thì các bạn mới có những cái phân tích được. Đấy, phải tắt lại sang màu xanh này. Đấy, thông pin đấy nhá. Pin thì các bạn lắp vào, lắp đúng chiều nhá. Rồi, lại mở, mở bằng pin. Thế nó sạc bình thường thôi, đây nó tự tắt, đây nó chuyển màu xanh các bạn. Còn trường hợp các bạn mà cần sạc hai viên pin, một hai viên pin ấy, thì các bạn đấu nối tiếp vào. Các bạn đấu song song chứ quên, tí nữa nhầm. Các bạn lại nối hai cái đầu dương vào, cũng vào cái cực này này. Mình đã đấu rồi nhé, mình có dùng một cái mạch này mình sạc cho hai viên pin luôn đấy. Còn đâu khi các bạn lưu ý là các cái viên pin cũ này này thì nó có cái nội trở. Đây nói nội trở thì các bạn nào cần thì bạn tìm hiểu tiếp. Nội trở nó khác nhau thì các bạn khi đóng cell pin hay nối tiếp cell pin thì nó sẽ có viên pin hết trước, viên hết sau và dùng nó sẽ nhanh hỏng. Nên là các bạn lên dùng cái loại cell lẻ thôi. Còn các bạn cần cái điện áp nó cao hơn các bạn dùng cái mạch tăng áp lên. Đó. Còn khi mà các bạn dùng các cái khối pin mà cần cái dung lượng ampe cao đấy thì các bạn phải có kiến thức. Tiếp theo các bạn cần phải biết cách đo nội trở. Còn các bạn hỏi các shop nó mua người ta đo cho ra viên pin người ta cũng không lãi bao nhiêu, không có thời gian để người ta vừa mới sạc xả và người ta đo đâu. Đấy là nói thực tế luôn, các bạn cứ dùng cái loại cũ. Mà mới dùng ấy thì các bạn lên mua các cái loại pin cũ thôi, dùng không may nó hỏng các thứ nó không sao tiền. Thì các bạn cứ dùng và nghiên cứu đi, sau này một thời gian các bạn biết kiến thức rồi ấy, các bạn biết nhiều rồi thì các bạn làm thì khi đấy các bạn tự hiểu thôi. Cứ phải làm nhiều chứ còn bây giờ các bạn có mua về xịn ngay, dùng tốt ngay ấy. Riêng pin này các bạn chỉ cần chập hai đầu một cái nó hỏng luôn. Và pin này các cái dòng xả nó cũng tương đối như đấy các bạn nhé. Các bạn lưu ý là khi các bạn nối mấy cell này vào các bạn chập ở đầu âm và đầu dương là nó gây cháy đấy. Không những cháy mà nó có thể bắt lửa đấy. Đấy các bạn lưu ý các cái đấy. Còn nói cái gì nữa nhỉ? Tối hôm nay hơi buồn ngủ, nói chẳng biết đang nói gì nữa đây. Ở đây đang nói về cái sạc rồi. Thì đây là nhà mình bán cái đế pin này, pin không bán. Pin như các bạn mua ở các cửa hàng xe đạp điện người ta sửa nhé. Đế có này, cái dây đu bông để kết nối kiểu này cho nó nhanh này, tháo ghim ra được này. Mạch này có này. Còn gì đâu nhỉ? Đây là các cái ống này này các bạn. Đây mình lại nói tiếp về cái kẹp. Cái kẹp này mình dùng cái ống bọc cái điện đấy để tránh cái miệng của cái hàm kẹp này các bạn. Cá sấu này này, nó kẹp vào cái mạch, khi các bạn kẹp mạch này nhá. Thì cái hàm kẹp này nó kẹp vào nó gây nó có thể đứt các cái mạch điện tử nhỏ ở trong này, mạch điện bé ở trong cái mạch mạch này này. Thì mình dùng cái này vào mình để cho nó giảm cái độ sắc đi. Hơn nữa là cái ống này nó có rất nhiều tác dụng các bạn. Các bạn có thể nào bọc nhiều thứ khác. Đấy chỉ cần hơ nửa một cái nó bọc được rồi. Mình để luôn cái đường link ở dưới, bạn nào cần các bạn tìm luôn. Các bạn lưu ý mua đơn hàng Prime thì trở nên được miễn phí vận chuyển. Đấy bây giờ Shopee thì nó đang hạ chỉ còn khuyến mãi cho khoảng 15.000 thôi. Lazada thì được 20, mua đơn hàng 50.000 từ số mình. Đấy các bạn lưu ý cái đấy nhá. Đấy là tại sao mình phải giới thiệu nhiều cái nhiều bạn, các bạn mua mỗi cái mạch này 10.000 này. Đóng cái hộp mất 6 ít rồi. Thế này mua cái này bán thì không bán thì lỗ. Bán còn lỗ hơn. Đấy các bạn. Nhiều bạn thì các bạn cũng là quý mến, các bạn cũng đặt hàng thật, nhưng mà các bạn đặt hàng thì các bạn có thể là chọn nhiều sản phẩm, mua mỗi thứ mình lãi một tí thôi. Chứ cái đầu tiên là mất 6.000 tiền đóng hộp với cả tiền trả cho Shopee rồi đấy. Bây giờ nó còn đang hình như nhà nước mình còn thu thuế thiết các thứ trên thương mại điện tử ấy, sẽ mất nhiều chi phí hơn. Nên là các bạn mua thì mua đơn hàng 50.000 trở lên, mỗi thứ một tí thì các bạn tìm các sản phẩm các bạn cần mua vào đơn luôn, vừa đỡ tốn phí vận chuyển. Đấy, có những bạn các bạn mua 10.000 xong là hết 30.000 để vận chuyển, các bạn bảo mua cái mạch hết 40.000
Nhưng mà đúng là 40 thật, nhưng 40 là 30.000 cho cái đơn vị vận chuyển cái kia. Còn nhà mình chỉ biết là đăng lên ví dụ 10.000 chỉ có 10.000 thôi. Sau đó lại bị trừ các cái phí khác, thật ra là còn có 8.000 thôi. Đấy các bạn, 8.000 xong rồi lại trừ tiếp các tiền hộp, tiền hiếc các thứ nữa. Các bạn mà mua một cái có 10.000 là lỗ trỏng vó luôn. Là không, sau này cũng chẳng có cơ hội để quay video đâu các bạn. Nên là các bạn ủng hộ thì đấy, mua đơn hàng 50.000 trở lên ủng hộ số mình nhé. Rồi, các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của số mình. Thì số mình đang quay ở trên kênh YouTube đấy. Hôm nay nói thì nó hơi dài mà cũng hơi loằng ngoằng. Thì hẹn các bạn một cái video khác nó sẽ hay hơn. Còn hôm nay là quay thực tế nhà có như nào thì gọi là cây nhà lá vườn. Trước thì mình còn chế cả cái mỏ hàn này cơ, chế cả cái giá này cơ. Nhưng mà thấy dùng một thời gian thôi, bây giờ cho loại này cho nó chuyên nghiệp. Sau này quay video thì các bạn xem trông nó gọn gàng hơn. Các bạn có thể kết bạn qua cái số điện thoại này của số mình trên Zalo để hỏi các cái thông tin khác của số mình. Thì bạn đã quan tâm thì đăng số mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.